xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay lại với kênh YouTube của mình nha. Tiếp tục lại là một bài review anh em ạ. Vẫn như cũ thôi, mình sẽ cố gắng làm từng bài review về từng con hàng một nha nè. Hôm nay cái bài này thì mình sẽ làm về con hàng CM của AC Milan anh em ạ. Sáng nay thì mình cũng lấy được Lampard rồi nè, Frankie Lampard nè. Mình sẽ làm một bài review về full đội hình icon của mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ ra chợ và mua con hàng Cassie nha nè. Một con Cassie, một con CM nè. Hàng con này thì không phải là tân binh nha, không phải là top transfer nha, nó là live cái sự kiện The Live thôi. Ok, bây giờ mình sẽ, nó thuộc trong Forest Festival. Ok, bây giờ mình sẽ vào và mua nó nè. Ui, cái khả năng sút 140 này mà. Con hàng này có skill boost là long passing nha anh em, là khả năng chuyền nè và tầm nhìn của nó đó. Anh em thấy cái vision nè. Và cái long passing là 140 nè, short passing là 138 nè anh em. Ui, cái long shot 128, con này sức mạnh 131 anh em ạ. Khả năng thăng bằng vất tất cả chỉ số rất rất là ngon luôn nha. Có skill move heel to heel nè, cao 1m83, nặng 74 cân, và cái work rate của nó đều là 22 hết anh em. Công thủ đều là 22 hết. Ui, con hàng thật sự quá ghê nè. Cassie nha, con hàng tên là Cassie và quả thẻ thì thật sự đẹp anh em ạ. Như mình đã nói từ đầu sự kiện đã đến bây giờ là cái quả thẻ của cái event The Line này là đẹp nhất luôn anh em. Live Festival này là đẹp, đẹp thật sự luôn, đẹp hơn cái quả thẻ của Stream Team nữa nè. Ok, bây giờ mình vào và xếp cái đội hình nha. Mình bỏ con Cassie vào. Cassie này thì rất là khỏe, ngoài đời cũng rất là khỏe anh em. Trước thì nó có cái bản CDM là đá thấp hơn một chút, nhưng cái bản Live Festival này thì nó được làm bản CM anh em. Ui, một con hàng của bờ biển Nga anh em ạ. Những cầu thủ của châu Phi thì anh em biết rồi. Rất rất thừa thể lực nha. Để xem con hàng này trong game thì sẽ đá như thế nào ở vị trí CM nha nè. Để xem khả năng tấn công nè và khả năng hỗ trợ phòng thủ của con này như thế nào nha. Cái đội hình đầu tiên mình đá với sơ đồ là 4-1-4-1 nè. Cho con Cassie đá cao hơn nha nè. Đá cao hơn cả Gullit luôn. Để xem thể hiện như thế nào nha. Ok, mình vào và đổi bộ áo đấu của AC Milan vào nè. Cho nó đúng bài anh em ạ. Cho nó đúng, nó đúng hàng, đúng họ, cho nó đá cho nó mượt mà nha. Ok, xem đến cái đoạn giới thiệu này rồi mà anh em nào vẫn chưa đăng ký kênh thì nhớ nha. Nhớ xem hết video rồi đăng ký, hoặc là dừng lại và ấn đăng ký ngay bây giờ luôn cũng được nha anh em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình có thêm những cái động lực và ra nhiều video mới hơn nha. Và vẫn giữ lời hứa của mình là 5.000 subscriber thì sẽ có 3 gói Starbucks dành cho tới cho mọi người nữa nha. Ok, hôm nay đã là 4.000 rồi, chỉ còn 1.000 nữa thôi. Cố lên anh em ơi. Ok, vào trận thôi nào. Vào trận review con hàng Cassie nha. Một CM đáng mong chờ. Ui, Gullit trong bộ AC Milan. Gullit, ui, huyền thoại của AC Milan anh em ạ. Đây rồi, con Cassie đang có bóng. Ui, một pha mất bóng. Một tình huống chạm bóng đầu tiên và pha mất bóng cũng khá nguy hiểm. Ui, anh Martial chơi khá lắc léo pha bóng đó. Sancho, Martial. Ui, rồi lại là tạc rồi, chắc chắn rồi. Ui, may mắn quá. Không được, không được. Tập trung tí nào. Đang nhắm con hàng Cassie anh em ạ. Ui, Cassie đang chạy dưới này. Konate, ui, Beckham. Khá là loay hoay anh em. Bình tĩnh xem nào. Giữ chặt bóng một tí nào. Ui, không được rồi. Grealish đã mắc bóng rồi. Martial chắc lại tạc rồi. Biết ngay mà. Ui, không ăn thua rồi. Còn Dine, con hàng 104 của Watford hồi xưa, con Dine gì đó nè. Ui, con hàng cũng khá là ấn tượng, cũng rất là, mình cũng rất thấy nhiều anh em dùng con hàng đó. Con hàng đó kiểu như nó có khả năng đánh đầu tốt đó nè. Lại tạt cho con hàng đó, có cả Clivert nữa. Ui, anh bạn chơi với những con hàng đánh đầu, chuyên đánh đầu anh em ạ. Đây rồi, đã có được bóng rồi, tiếp tục xem nào. Đây rồi, thả cánh cho Grealish nào. Ui, Rondo quyết định tăng tốc luôn nè. Ui, của pha đó thả cánh cho Grealish thì tuyệt vời hơn, khoảng trống nhiều hơn rồi. Ui, và xử lý khá đáng tiếc của mình anh em ạ. Tiếp xem nào, Grealish. Không được rồi, đây rồi. Cassie đang băng lên, Cassie nó đang băng lên khá cao rồi. Đây rồi, một pha mở bóng cho David Beckham. Xem nào, Cassie đang ở trong. Được không? Ui, 1m83 anh em ạ. Chiều cao 1m83 khá cân đối cho một con hàng CM nha. Và pha đánh đầu ghi bàn thắng ra mắt tuyệt vời quá nè. Ui, anh bạn cũng thả một nút like.
Ok. Khá ấn tượng nha, bàn thắng đầu tiên của con Casey trong cái bài review con hàng này. Khá ok, cái đó gọi là tình huống hỗ trợ tấn công tốt anh em. Kiểu con hàng CM mà nó dâng cao như vậy, khi ở vị trí đó thì mình đánh giá cao con này tấn công được nha anh em. Chặn bóng khá bình tĩnh của Konate nha. Một pha cắt bóng khá bình tĩnh luôn. Ui, khá nguy hiểm, con hàng Casey đã lui về thủ anh em. Khá mạnh mẽ nha. Mình thấy pha vào bóng và chắn bóng khá mạnh mẽ của con hàng Casey nè, pha bóng đó. Ok, hiệp 1 kết thúc với tỷ số là 1-0 nha. Ui, con hàng khá được anh em ạ. Một con CM đáng chơi đây rồi. Rivinho không vượt, ném biên cho đội bạn rồi. Anh bạn, xem anh bạn tấn công cũng khá yếu nha. Không có một tí gì gọi là bài bản ra cho nó. Ui, anh bạn chỉ tạt hai cánh vào thôi anh em ạ. Ui, đây là Ronaldo. Một pha định, mình định bấm bóng cho Rivinho băng cắt đó, nhưng mà không kịp anh em. Đây là Sancho. Ui, sút từ xa, chắc anh bạn hy vọng kiếm góc rồi. Một pha sút cực mạnh của Sancho, nhưng lực sút của Sancho thật sự không mạnh đâu anh em. Ui, thánh linh Gadinho, có một pha đường truyền vẫy má nhưng mà không thành công cho Sancho anh em ạ. Cũng rất nhiều anh em dùng linh gã nha, kiểu đem lại tiếng cười cho trận đấu anh em, vui mà. Ok, tiếp tục nào, quay lại trận đấu. Ui, nhiều anh em vẫn cứ nhắn tin hỏi về việc lead anh còn short hay không. Mình báo lại là lead mình đã full short rất là lâu rồi, từ hôm qua rồi anh em ạ. Cho nên anh em nào có xem được video này thông cảm nha. Và anh em lưu ý giúp mình là hạn chế nhắn tin và kiểu gọi điện bất chợt giúp mình nha. Vì mình còn rất là nhiều việc phải làm, mà đôi lúc mình còn phải làm review nữa, cho nên không có tiện trả lời anh em nhiều nè, không có thời gian để nghe máy. Ôi, Rivinho nó đã rất là thoáng rồi, bên trong là Casey đây rồi. Casey, ui, một pha xử lý kiểu hơi bị xoay lưng một tí anh em. Khó, pha bóng đó thì thật sự khó, không đòi hỏi thêm được cái pha xử lý hay hơn của Casey nha. Pha bóng đó mình thừa nhận là Casey nó đã xoay lưng rồi, cho nên khó xử lý hơn, kiểu như đang lao tới thì dễ xử lý pha bóng đó hơn anh. Tiếp tục xem nè, phút 82 rồi, tỷ số vẫn là 1-0. Ôi, Casey đây rồi, những pha heo cực kỳ dài anh em. Ok, thử tốc độ xem nào, trình diễn được gì nữa hay không. Ui, được hay không, xoay nè. Ui, pha cuối cùng thì mình thể hiện kỹ năng nhưng mà kiểu hơi bị fail một tí anh em. Pha bóng thì gọi là khá tốc độ của một con hàng CM nha anh em. Hàng CM thì như vậy là mình thấy đã ổn lắm rồi, không đòi hỏi gì thêm được nha. CM thì quan trọng vẫn là khả năng đánh chặn nè, và kiểm soát bóng tuyến giữa nè, và khả năng chuyền chọt thôi. Và trận này thì một bàn thắng duy nhất của Kessel nha anh em. Ui, Casey, quên đọc Kessel. Thực sự anh em xem cái kênh của mình thì cũng hết sức thông cảm vì những lúc mình đọc tên không đúng nè, và những kiểu cái gì đó thì anh em hết sức thông cảm nha. Vì mình là một người review không chuyên nghiệp nha, mình không đòi hỏi, nên anh em đừng đòi hỏi sự chuyên nghiệp quá, nói là phải kiểu chuẩn hay này kia các thứ, mình chịu á. Mình làm kênh của mình là kênh cá nhân thôi, kênh vui, fun thôi, giúp anh em giải trí tốt hơn nè đó. Kết nối anh em FIFA Mobile nè. Anh em thấy mình chả quảng cáo phải buôn bán một cái gì hết, và mình cũng không buôn bán ạc nè, mình cũng không buôn bán coi nè, mình cũng không hỗ trợ mua bắt, không làm một bất cứ món gì về gọi là dính dáng tới tiền bạc hết nha anh em. Cho nên anh em để ý thì sẽ thấy cách làm việc của mình. Mình làm chủ yếu là theo đúng cảm xúc nè, phục vụ người chơi nè, kết nối anh em nè, như vậy thôi. Mục đích của mình hướng tới là như vậy. Và mình thấy nhiều cái kênh nước ngoài người ta làm hay thì mình nghĩ ôi, người Việt Nam mình cũng có thể làm được như vậy, và anh em Việt Nam cũng rất là đông, tại sao mình không kết nối được, đơn giản là vậy thôi. Chứ hiện tại thì mình vẫn chưa nghĩ cái lợi ích gì về cho mình hết nha anh em. Ok, anh em nào xem đến đây thì nhớ phải đăng ký kênh giúp mình nha, để mình còn có nhiều động lực nè, phát triển kênh hơn nữa nè. Như vậy nha anh em, để cho những người chơi nước ngoài thấy là anh em Việt Nam cũng không phải dạng vừa đâu. Kiểu vậy. Còn ai không ủng hộ mà ai kiểu ghen ăn tức ở hay cây cú gì đó thì mình chịu nha, mình kiểu không quan tâm đâu. Ok, trận này mình sẽ ra sân với sơ đồ là 4-3-3 Acta này. Ui, gặp anh bạn hình như là fan của Dortmund thì phải. Đó, anh em, cái list của mình hiện trên cái tên đó, Phan Minh Hậu Việt Nam list. Ok, anh bạn cũng đã chào hỏi rồi, bây giờ mình sẽ vào trận để xem như thế nào nha. Tiếp tục xem nào anh bạn.
Zagalu, con hàng CB của Dortmund. Ui, cái bộ áo Dortmund luôn anh này, chắc chắn rồi, fan Dortmund rồi. Cánh trái đang là Thomas Hazard thì phải. Em trai của Eden Hazard. Đây rồi, Hazard. Ui, anh bạn chuyền khá là kiểu không có vị trí, không có điểm đến đó nè. Chuyền kiểu khá cầu may. Ui, ui, xoạc cũng không trúng bóng luôn. Thế nào đây? Ui, không được rồi. Những pha không chiến liên tục. Maradona, Maradona, huyền thoại Maradona. Ui, thà khá là tốc độ anh em. Con hàng Malem anh em. Đây rồi, con hàng Malem. Pha dứt điểm khá chậm của Malem. Ui, ui, penalty. Ui, đáng tiếc quá anh em ạ. Pha đó mình thấy Van Dijk kiểu, đây là người em của Eden Hazard, Thomas Hazard nha. Ui, pha bóng đó mình thấy Van Dijk vào bóng kiểu hợp lệ anh em, mà không hiểu sao lại bị penalty. Trọng tài thổi penalty từ xa luôn, mình cũng không cảm nhận được luôn. Ui, pha mở tỷ số khá may mắn cho anh bạn nha. Maradona không được, không vượt qua được Konate anh em ạ. Soạt như thế thì sao đây, thẻ đỏ không? Soạt căng vậy. Ui, nhắc nhở thôi anh em ạ. Một pha nhắc nhở thôi đến từ vị trí của trọng tài nha. Một pha nhắc nhở cho cái pha soạt cực mạnh này. Tiếp tục xem nè, Casey đâu rồi? Bây giờ mình phải cố gắng tìm Casey anh em ạ. Không được nè. Van Dijk. Đây được, Casey đây rồi. Casey chuyền bóng và lao lên anh em ạ. Ui, mình thấy khả năng bứt tốc của con hàng Casey thật sự tuyệt vời anh em. Mình thấy cái quả chạy vừa rồi của nó thật sự rất ấn tượng nha. Kiểu nó chuyền một phát là nó bứt tốc nó chạy. Ui, thoát được rồi. Ui, con Malem này kiểu cũng rất là nhẹ nhàng, tinh tế anh em. Ui, một pha dứt điểm kiểu cứa lòng cực nhẹ nhàng luôn. Con hàng chắc là cũng nên review đây, nên chơi thử đây con Malem. Một pha cướp bóng cực mạnh đến từ Maradona. Ui, anh bạn truyền khá mông lung. Akanji. Ui, Akanji phật bóng cho Minue, Minier gì đó. Ui, 3-0 anh em. Con hàng Malem này ngon thế nhờ. Ui, bé nhưng mà chọn cái vị trí đánh đầu hiểm quá. Chịu rồi. Ui, căng thật sự luôn. Munue gì đó truy tạc quả truyền cho con Malem đánh đầu tuyệt vời quá anh em ạ. Ok anh em, cái đoạn này nè là mình đang bị có một cái công việc gấp cho nên mình thả máy auto luôn nha. Ui đó anh em, cái đoạn này nè nói cho anh em dễ xem á, dễ hình dung là cái đoạn này mình có việc gấp cho nên mình buông máy xuống bàn và mình để đó mình đi công việc luôn. Cho nên cái đoạn này mình đã thua 3-0 rồi nha. Nhưng mà hết trận mình lại nhận về kết quả 3 điều anh em ạ. Ok anh em cùng mình xem cái đoạn hiệp 2 này nè. Và cái đoạn head to head mà cái máy mình đã đá auto thì sẽ đá như thế nào nha. Và anh bạn kiểu khá bất ngờ luôn. Ok anh em cùng xem cùng mình nha. Để xem những pha phối hợp của máy nó sẽ làm như thế nào mà về được tỷ số 3 điều nha anh em. Ui thật sự rất là bất ngờ, mình bất ngờ luôn. Nếu mà những cái trận kiểu này ấy, kiểu bận việc hay là kiểu đít mạng hay này nọ kia thì mình sẽ kiểu không dùng trận đấu để đưa lên bài review đâu. Nhưng về cái trận này mình khá bất ngờ về cái cách chơi auto của cái đội mình á, cho nên mình ok mình chọn là một cái trận đưa lên bài review này luôn để tất cả anh em mình có thể xem cái cách đá của auto và có thể sau này mình gặp á thì mình có thể kiểm soát tốt hơn trận đấu nha. Ok trở lại với trận đấu nè, đang là 1-3 đúng không? Cái bàn vừa rồi Benzema ghi bàn là cũng auto luôn nha. Mình không điều khiển vì trước đó mình đã bỏ máy xuống mình đi công việc rồi. Anh em xem cái cách chơi của máy á. Ui, đó anh em. Ui, lại là con Benzema xuất hiện anh em ạ. Cú đúp. Anh bạn thả một icon ha ha luôn mà không hiểu là anh bạn có hiểu là máy đang auto hay là không luôn nha. Mình cũng không hiểu cái kiểu cái nụ cười đó của anh bạn này luôn. Ok anh em tiếp tục xem những pha tấn công của máy nha. Rất là khủng anh em, máy nó đá cực kỳ khôn luôn. Có thể là trận này nếu mà mình đá thì chắc chắn là không gỡ về hòa được 3 điều đơn giản như vậy đâu. Nhưng mà máy có thể làm được anh em ạ. Một sự thật khá là phũ phàng nhưng đó là sự thật anh em. Máy đá còn có khi hay hơn cả mình nữa. Ui, anh em thấy những pha đập nhả rất là thoáng của máy hay không? Mà sút rất là xa nha, máy kiểu auto rất là khôn luôn. Anh em thấy kiểu đá rất là xa từ cú sút chứ không phải kiểu mà
dắt bóng tới trước hàng vùng cấm rồi mới kiểu dễ để mất bóng đâu. Những con hàng auto thật sự rất là khủng khiếp luôn. Ok, anh em xem thử tình huống như thế nào mà máy nó có thể gỡ về được 3 điều mà anh bạn đang cố sức đá hết mình nha. Bellingham nè, còn Bellingham chạy với tốc độ khá nhanh ở cánh nè. Và chắc chắn rồi, một quả tạt để kiếm bàn thắng nhưng mà không thành công được, anh em thấy chứ. Ui, con hàng Cassie nó đã kiểu lao về thủ rất là nhanh anh em. Riêng mình đánh giá con hàng Cassie về khả năng công thủ toàn diện cực kỳ luôn nha anh em. Những con hàng mà có cái skill boost long passing thì mình cực kỳ chim ưng luôn. Ui, thấy chưa? Anh em thấy pha phối hợp và đánh đầu cực mạnh đến từ Gullit đó. Ui, chắc là pha góc này là có về 3 điều thì phải. Phút thứ 85 anh bạn khá bối rối trong kiểu đá với máy anh em. Ui, chắc chắn rồi. Đây là pha đánh đầu về 3 điều của Virgil van Dijk. Anh bạn ôm đầu luôn anh em. Chắc anh bạn cũng đáng không kiểu cảm giác được là ôi anh này chắc đang thả auto á, kiểu vậy. Anh em thấy quả đánh đầu của Van Dijk mạnh cực kỳ khi không. Phút 86 rồi, vẫn còn được khoảng 5 phút nữa cho anh bạn, nhưng mà anh bạn vẫn không ấn định được tỷ số. Anh em xem cái cách đá của anh bạn này nha. Bellingham này, ui, vẫn còn bóng nhá nhưng mà vẫn không ghi được bàn thắng tiếp theo trong cái máy auto của anh em ạ. Ok, đó là cũng là trận đấu thứ hai của cái bài review con hàng Cassie nha. Riêng cái khoản mình để cái khả năng lên công về thủ của con Cassie thì rất là nhanh anh em, rất là nhanh và mạnh mẽ dứt khoát luôn. Mounier nữa nè, con hàng Mounier có quả tạt cho con Malem ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 á, lúc hiệp 1 á. Ui, đó là một trận 3 điều khá bất ngờ. Thì ví dụ như mình không nói với anh em cái đoạn đó auto thì anh em có cảm giác được là máy đá hay không? Ui, khá bất ngờ nha. Sau này anh em có gặp một đoạn mà thả auto máy kiểu đó, anh em cứ thật sự bình tĩnh, đừng có rối như anh bạn vừa rồi nha. Cứ cầm bóng thật chậm chạp thôi, chậm thôi, xử lý chậm thôi. Và cố gắng xử lý sát tới vòng cấm và dứt điểm là có bàn thắng thôi nè. Khá đơn giản nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào và đá trận thứ 3 nè. Bây giờ mình trở lại rồi đây, xếp cái đội hình trận thứ 3 bài review của con hàng Cassie nha. Cái trận này mình sẽ cho Beckham vào vị trí RM nè. 442 flash nha anh em. Xem con hàng Cassie nó sẽ chơi như thế nào. Rồi hai trận vừa qua thì mình thấy khả năng chơi con hàng rất là toàn diện anh em. Một CM thật sự ngon. Ngon thật sự ở vị trí mà cả tấn công lẫn phòng ngự luôn nha anh em. Thể hình và sức mạnh cho phép con này lên xuống rất là nhanh chóng luôn. Mà quả thể đẹp nữa. Thật sự là một lựa chọn tuyệt vời cho vị trí CM luôn anh em. Ui, anh bạn này chắc kiểu mới chơi xong mà skill boost thấp vậy nhỉ. Những con hàng over the cao nhưng mà skill boost thấp nha. Ok, đây là trận thứ 3 nha anh em. Trận thứ 3 review cái con hàng Cassie để xem anh bạn chơi như thế nào đây. Arnautovic nè, Nainggolan nè, những con hàng trong cái photo kình hết anh em. Ui, một pha double pass và bắt vô lê cực nhanh của anh 7. Cực mạnh luôn. Đã cực nhanh mà cực mạnh nhưng mà không thành công anh em. Cassie đâu? Ui, không đọt được bóng nữa. Con Cassie đang mặc áo số 70 mấy luôn, 79 luôn. Rất là ngon nha, con CM mình thấy rất là tuyệt vời nha. Nếu so sánh giữa những con CM hiện tại như là Nainggolan hay là những cái con hàng Saul Rodriguez ấy, thì mình thấy nó vẫn nhỉnh hơn về cái sức mạnh nha anh em. Cái sức mạnh và cái thể hình của con Cassie nó vẫn ngon hơn nha. Rất là ngon ở vị trí CM này. Nếu anh em chơi bộ đôi CM Cassie và Nainggolan nữa thì tuyệt vời đó anh em. Hoặc là Long Passing thì có cả Saul Rodriguez ấy, thì cũng là thể hình 1m84 á, cũng kiểu là rất là ngon và cùng skill boost luôn nha. Ôi, rất nhiều anh em nhắn tin cho mình cho nên khá lắc anh em, đá những cái trận đấu kiểu này khá lắc luôn. Ui, đây rồi, Benzema khoảng trống rất là mênh mông. Ui, không tin nhắn Zalo thì lại là Momo anh em. Ui, cây thật sự. Kiểu như vậy thì mình không thấy đường để xử lý anh em, kiểu thông báo nó ập xuống. Ui, tiếc thật sự. Ui, con hàng Konate vừa đánh đầu anh em. Ok, để xem nào. Cassie không có đứng trong, Cassie như không có đứng trong khoảng đánh đầu anh em ạ. Vì như quá nhiều cái con hàng đánh đầu tốt đang ra trong vòng cấm rồi. Cassie như đứng xa hơn để đón những đường bóng hai thì phải. Đây là Benzema. Ui, một pha vuốt cực đẹp luôn. Ui, điều ăn mừng rất 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 là ấn tượng mình luôn anh em. Kiểu rất là hớp hồn mình. Rất là thích nha. Cái bộ đấu của AC Milan cũng đẹp nữa. Thật sự chất lượng luôn anh em, xem quả vuốt. Ui,
điểm 10 trên pha dứt điểm này chưa anh em? Tuyệt vời thật sự luôn. Đó là lý do cái game này nó cuốn mình như vậy anh em. Hiện tại mình rất là thích cái game này. Được điều khiển những cầu thủ mình thích nè, được trải nghiệm những con hàng độc lạ nè, được chơi cùng anh em nè, và được làm YouTube review cho anh em xem nè. Ui, như vậy là đủ anh em ạ. Với mình như vậy thôi, chả cần một điều kiện gì thêm. Ui, Rivinho không được rồi. Ui, vẫn còn Rivinho. Xem nào, mình sẽ dành thời gian làm bài review về con Rivinho nha anh em, để nhồi bóng nhiều hơn cho nó, để anh em cảm nhận thêm nha. Virgil van Dijk không được rồi. Một pha cướp bóng cực nhanh đến từ Nainggolan Konate, phá bóng rất là mạnh mẽ luôn. Bộ đôi CB của Liverpool hiện tại quá ngon rồi. Ui, một pha chuyền về bóp tim của Van Dijk. Sancho, ôi, anh bạn đang cố xoay sở để tạt vào rồi, chắc chắn rồi. Ui, Nani, ngay phút 45, khá đáng tiếc luôn. Ui, anh bạn cố gắng xoay sở thật nhiều ở cánh, nên mở rộng cánh để tạt vào thôi. Một bài đánh như vậy thôi. Đây, Cassie lên hình đó nè. Ui, vào game làm cái quả tóc kiểu độc quyền của những cầu thủ châu Phi luôn á nè. Kiểu đó tên gì mình chả biết, nhưng mà rất rất nhiều cầu thủ làm cái kiểu tóc đó. Nó búi kiểu búi tết anh em, búi tết lại rồi. Ui, nhìn. Riêng mình thì mình không ấn tượng lắm. Riêng mình thì không thích những cái phong cách đó lắm. Nhìn nó kiểu hơi dơ dơ sao đó. Ok, tiếp tục thôi nào. Lan man liên thuyên quá. Trở lại với trận đấu đây rồi. Cassie, ui, dắt bóng cực dài và cầm bóng cực chất trong chân anh em. Một con CM tuyệt vời cho anh em chơi nha. Rất đáng trải nghiệm mà mức giá thì rất là tuyệt vời. Đâu đó 3 triệu thôi anh em. Đâu đó 3 triệu coi thôi. Một con hàng 108 luôn. Tuyệt vời chung anh em. Quả thể rất là đẳng cấp luôn. Ui, mém tí là chết con hàng Arnautovic anh em ạ. Phút thứ 65 rồi. Ok, tóm tắt lại thì đây là một con CM mình rất khuyên anh em nên chơi. Ui, anh bạn dislike mình rồi. Ui, anh bạn đã kiểu không phân lắm. Ui, Nainggolan đã cướp được bóng. Cày thế nhờ. Ui, Cassie đang đứng trước mặt anh em, mang số áo 79, cướp bóng từ trong chân Konate. Còn Nainggolan này vẫn là một cái gì đó quá mạnh anh em ạ. Kiểu nhanh, kiểu nhanh như một chú sóc á. Kiểu Nainggolan là nó như vậy. Và có cả sức mạnh của một chú tê giác nữa. Ui, con Nainggolan tổng hợp rất là nhiều điều trong đó luôn anh em. Phút thứ 70 rồi, đang bị thua 1-2 anh em. Cay thật sự. Nhân. À, giờ thì like rồi à. Giờ thì đã chịu like rồi. Hồi nãy ấn nhầm dislike. Cay thế nhờ. Nhân này, Buffon thì phải. Hình như là Buffon. Và bóng hơi nhờn với mình rồi anh em ạ. Không xem anh mình là gì hết. Không xem Benzema ra một cái gì hết. Nhưng ok, một pha lao đi rất là tốc độ của Rivinho ở cánh, xem nào. Phối hợp gì không? Ui, pha tạt khá chậm chân nha, mình kiểu khá nhắm vào trong anh em. Kiểu nhắm chọn cái đầu ông nào. Ui, khá chần chừ và mất bóng khá đáng tiếc nha pha đó. Pha đó thì 90% là sẽ có bàn rồi. Hai con ở trong rất là thoáng này. Kiểu mình khá chần chừ, không biết chọn cho ông nào lập công. Ui, đơn giản là như vậy. Rivinho không được rồi. Phạt càng lướt khá nhanh. Thôi, tỷ số 2 đều cũng là đã đẹp rồi. Một trận đấu với 4 bàn thắng thì gọi là rực rỡ để cho anh em xem giải trí rồi đúng không? Ui, tiếp tục có bàn thắng hay không đấy? Ui, anh bạn nhờn thế nhờ. Ronaldo, Cassie. Không được, không thành công. Và rồi Cassie lao vào nhưng không thành công. Đang ở dưới thế này mà. Ui, vẫn còn à, Beckham. Xem nào. Ui, không được rồi, Gullit. Ui, một pha phạt góc. Cassie đang vỗ tay anh em. Cassie vỗ tay pha xử lý đó của Gullit. Có bàn thắng hay không đây, phút cuối cùng rồi anh bạn ơi. Ui, Gullit anh em ạ. Một pha ấn định chiến thắng 3-2 cực kỳ kịch tính ở trận đấu này luôn. Mình vừa thua về lúc 2-1 của lúc phút thứ 61, 62 gì đó thì phải. Nhưng mà cuối trận vẫn thắng về được 3-2 nè. Một trận đấu thật sự rất là tuyệt vời nha. Ôi, một trận đấu chắc anh bạn bên phía kia cay lắm luôn á. Ui, Nani nè. Ok, tới đây thì mình cũng kết thúc cái bài review con hàng Cassie này nha. Mình chấm điểm con hàng là 8/10 nha nè. Một con CM rất đáng để lựa chọn để chơi nè. Một con CM vừa giá rẻ vừa OR cao và tất cả đều đẹp nha. Tất cả đều đẹp, rất là tuyệt vời. Skill boost cũng rất tuyệt vời luôn.
Ok, một điểm cộng cực lớn đến từ vị trí CM nha, anh em nên chọn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong một cái bài review tiếp theo của kênh mình nha. Anh em nào xem đến đây nè mà vẫn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Xin chào và chúc anh em một buổi tối thật sự tuyệt vời. Bye bye.